Cái mắc cài tự động vẫn là cái mắc cài mà tôi ưa chuộng sử dụng. Đấy, bởi vì rằng là nó có rất nhiều các cái ưu điểm. Nếu mà các bạn lựa chọn mắc cài thì ưu điểm như thế nào thì chúng ta cùng thảo luận trong video ngày hôm nay. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì đầu tiên chúng ta hiểu thế nào là mắc cài tự động ấy. Cái từ tự động hay là cái từ tiếng Anh là self-ligate, tức là tự khóa. Bởi vì là sao? Một cái là mắc cài nó có một cái nắp, ví dụ đèn có cái nắp, đèn nó tự sập cái dây cung. Bình thường là ví dụ như đối với mắc cài thường như thế này thì chúng ta phải có cái chun xanh, chun đỏ, chun vàng hay là dây thép để chúng ta cột cái dây cung này vào cái rãnh mắc cài. Thế nhưng mà đối với cái mắc cài tự động ấy thì nó có cái lẫy, cái khóa để khi mà bác sĩ ấn vào một cái là nó sẽ sập lên cái dây cung, nó ngoạm lên cái dây cung. Và như thế thì nó thuận lợi cho bác sĩ và bệnh nhân mỗi lần đến khám thì rất là nhanh, chỉ cần gãy ra phát xong nhét cái dây cung vào, chúng ta lại sập vào thì rất là nhanh, thuận lợi. Thứ hai nữa là vệ sinh tốt. Nó bởi vì sao ấy, các cái góc của các cái mắc cài như thế này, đây là các cái mắc cài tự động này, các cái góc nó rất là trơn nhẵn và nó ít cái vấn đề mà xây xát. Ngay các bạn có thể nhìn thấy cái khóa này, nó đã ngập cái dây cung này, ít bị đâm chọc. Rồi cái lực tác động khi mà nó có cái nắp này nó giữ thì cái lực tác động lên cái dây cung này nó rất là ổn định. Rất ổn định và nó dùng cái từ là tối ưu hóa cái lực của dây cung này. Chính vì vậy mà ít phải thay khám là thứ nhất là một phần là không phải thay dây, rồi cái chun. Cái thứ hai là lực nó rất là ổn định và thậm chí là theo những khuyến cáo của nhà sản xuất ấy, là bạn có thể tái khám 3-4 tháng, ngay cả nước ngoài là những nha sĩ ở đó họ nhàn, họ hẹn bệnh nhân 3-4 tháng đến tái khám do họ sử dụng cái hệ thống mắc cài tự động. Có thể áp dụng để điều trị những ca khó, tôi vẫn hay sử dụng mắc cài phiên bản tự động áp dụng ca khó. Và chính vì vậy mà nó có những cái nhược điểm. Một trong những nhược điểm đầu tiên là nó mắc tiền. Bởi vì sao? Nó tốt thì nó phải mắc tiền, chuyện đúng thôi. Rồi nếu mà so với khay thì nó vẫn kém thẩm mỹ, dù sao thì nó vẫn là những cái mắc cài, nó vẫn vướng víu cho cơ thể, nó vẫn víu cho môi má lưỡi. Tuy nhiên thì về cơ bản là chúng ta phải sử dụng đúng chỉ định mắc cài hay khay trong suốt, mắc cài sứ hay là mắc cài kim loại tự động hay thường thì chúng ta phụ thuộc vào túi tiền của chúng ta, rồi phụ thuộc vào chỉ định, phụ thuộc vào tính năng của nó. Và nếu mà theo lời khuyên của tôi thì chúng ta cứ loại tốt mà chúng ta dùng. Ai cũng muốn tốt nhưng mà đôi khi ấy là chúng ta hay tưởng tượng rằng là bỏ ra một khoản tiền cả 100 triệu để làm những cái mặt rắn sứ. Nếu mà có chỗ định thì không sao, nhưng mà nếu mà sai chỗ định thì nhiều khi lại không bằng chỉnh nha. Cái nữa là chúng ta bỏ một khoản đầu tư để chúng ta có một hàm răng cho cả cuộc đời cơ. Nó khỏe mạnh ăn nhai tốt thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên để đầu tư những cái gì tốt nhất cho mình. Một lần nữa thì bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ video của tôi để được kiến thức được đi rộng rãi. Xin chào và hẹn gặp lại.